ca sĩ Đông Nhi lên tiếng về lùm xùm với fan ruột. Sau một ngày giữ im lặng, Đông Nhi đã lên tiếng về ồn ào bị fan ruột tố công ty của nữ ca sĩ lấy mất kênh YouTube. Tuy nhiên, lời giải thích của cô khiến người hâm mộ quay lưng. Tối ngày 12 tháng 5, Đông Nhi đăng một tâm thư khá dài lên Facebook cá nhân về ồn ào ekip công ty của cô bị một fan ruột tố chiếm đoạt kênh YouTube FC Đông Nhi. Ngay từ đầu bài đăng, giọng ca Đôi Mi Em đang u sầu thể hiện thái độ bức xúc vì bản thân và ekip liên tục bị cộng đồng mạng công kích. Đông Nhi cho rằng người hâm mộ đã đi quá giới hạn và đang không tôn trọng mình. Đồng thời, giọng ca ngọt ngào còn nhấn mạnh bản thân không hề thay đổi và cách cư xử của fan trong những ngày gần đây khiến cô sợ hãi. Đừng nghĩ chị thay đổi, chính các bạn đã làm cho chị sợ hãi khi phải đối diện với các bạn. Những gương mặt vừa cười nói với mình mà sau đó lại đăng những lời lẽ xúc phạm về mình trên mạng xã hội. Vậy là yêu thương sao? Các bạn công kích và tấn công vào những người mà các bạn gọi là ekip của chị, chỉ để đưa ra quan điểm rằng ekip sai và các bạn đúng. Nhưng nếu không thật sự hiểu rõ, xin các bạn đừng suy diễn, cũng đừng bình luận. Thay đổi, chị phải thay đổi mình theo ý kiến đóng góp của hàng trăm, hàng ngàn người. Vậy chị có còn là Đông Nhi không? Hay là một người suốt ngày cứ vất vả chạy theo cái mà mỗi người tự cho là ý kiến của mình là nhất, để làm hài lòng đám đông? Bên cạnh đó, Đông Nhi còn khẳng định người tố cáo công ty của cô chiếm đoạt kênh YouTube FC Đông Nhi đã bịa đặt mọi chuyện. Nữ ca sĩ chia sẻ, riêng về vấn đề kênh YouTube của FC Đông Nhi, chị xin khẳng định kênh YouTube FC Đông Nhi ngay từ ban đầu hoàn toàn thuộc về công ty chứ không có chuyện cướp đoạt ở đây, và công ty cũng chưa bao giờ nhờ vả bạn để giúp xây dựng, tất cả đều là tự nguyện mà. Sao bây giờ bạn lại nói khác đi? Đồng thời, cô cho rằng hành động của người này là đang cố tình chia rẽ nội bộ fan của cô và công ty. Tuy nhiên, cách xử lý của Đông Nhi đã tạo nên phản ứng ngược. Hầu hết, những khán giả yêu quý cô đều bày tỏ sự thất vọng với thái độ của nữ ca sĩ. Một số người hâm mộ bình luận, nếu bài đăng này do chính tay chị viết và đúng những gì chị suy nghĩ, thì em không còn gì để nói nữa. Hoàn toàn thất vọng, đọc mà không tin nổi thần tượng lại viết như thế. Đọc thấy tủi cho bạn kia quá. Dành cả tuổi thanh xuân cho thần tượng để nhận lại những lời như thế này. Cay đắng. Lần trước chị cũng nói không cùng chí hướng thì rời đi. Lần này chị chửi ngược fan luôn. Em chưa thấy bạn fan nào dùng lời lẽ lăng mạ hay xúc phạm chị. Nhưng những dòng chị viết ở đây khiến rất nhiều bạn fan lâu năm như em thấy tổn thương. Thậm chí, khán giả từng yêu thích Đông Nhi thẳng thắn tuyên bố quay lưng vì sau khi đọc những dòng chia sẻ của thần tượng, một số tài khoản viết, tạm biệt chị. Cảm ơn chị đã là một phần trong thanh xuân của em. Ekip chị luôn đúng còn em lúc nào cũng sai cả. Em rất thất vọng về chị đó. Chào tạm biệt 6 năm thanh xuân của em. Chắc phải dẹp poster của chị lại một góc rồi. Chưa bao giờ nghĩ chị sẽ làm như vậy. Cùng ngày, trên trang fanpage của Sen Entertainment cũng khẳng định kênh YouTube FC Đông Nhi là do công ty thành lập vào năm 2021. Tuy nhiên, do vấn đề bản quyền và các phát sinh dẫn đến sự sai lệch so với mục đích thành lập ban đầu, nên công ty quyết định đóng kênh này.